Hẹp eo động mạch chủ 2, biên dịch Dr. Giấy hỗ trợ Nguyễn Cảnh Hưng. Coarctation được hiểu với nghĩa là hẹp. Vì thế coarctation of the aorta, viết tắt là CoA, có nghĩa là hẹp eo động mạch chủ. Nhìn vào quả tim ta có hai tâm nhĩ trái phải và hai tâm thất trái phải. Động mạch phổi dẫn ra khỏi thất phải đến phổi. Và động mạch chủ đi ra từ thất trái và dẫn tới toàn bộ cơ thể. Có hai dạng hẹp động mạch chủ thường gặp: infant, thể trẻ em, và adult, thể người trưởng thành. Thể trẻ em chiếm khoảng 70% các trường hợp. Với chỗ hẹp xuất hiện sau cùng động mạch chủ, phía sau các nhánh bên tách ra chi phối cho chi trên và đầu, và phía trước của ống động mạch. Bây giờ bạn sẽ nghĩ là: quái, ống động mạch thì làm gì còn ở đây nhỉ? Xem nào, thông thường ống động mạch tồn tại suốt thời kỳ bào thai và đóng lại sau sinh. Nhưng ở dạng hẹp bẩm sinh, ống động mạch vẫn còn mở và y học gọi là patent. Vậy nên ta có patent dentatus arteriosus hay PDA, tức là bệnh lý còn ống động mạch. Thực tế dạng này còn được gọi với thuật ngữ hẹp trước ống. Nào cùng xem qua mô hình quả tim đơn giản. Như đã biết, máu nghèo oxy về nhĩ phải xuống thất phải và dòng máu được bơm ra động mạch phổi. Bây giờ sẽ có hai sự lựa chọn, phải không nào? Một là rẽ sang đi qua ống động mạch, tức PDA, và tiếp tục đi xuống với động mạch chủ. Hai là tiếp tục đi theo đường cũ. Xem nào, đây là nơi có áp lực cao hơn, thất trái. Nếu là dòng máu, ta sẽ nói thôi xin khất với đường rẽ mà chọn đi đường động mạch phổi vì áp lực thấp hơn. Nếu như hẹp ở đây thì tình hình sẽ có chút thay đổi. Đoạn ở trước ống động mạch bị hẹp, phải không nào? Dòng máu từ nửa bên trái sẽ cần nhiều thời gian để đi qua chỗ hẹp, và kết quả ta có áp lực cao ở vùng trước chỗ hẹp, nhưng áp lực lại thấp ở vùng sau chỗ hẹp. Vấn đề là phần lớn máu sẽ quyết định theo đường này qua ống động mạch và đi vào vùng áp lực thấp sau chỗ hẹp eo động mạch chủ và tiếp tục đi xuống phần dưới cơ thể, hơn là chọn đi trong động mạch phổi, lúc này sẽ có áp lực cao hơn. Điều này giúp ta hình dung một cách gần chính xác chỗ hẹp đã làm giảm áp lực bao nhiêu ở đại tuần hoàn. Tiếp tục nào, khi máu nghèo oxy đi tới đoạn dưới cơ thể, điển hình sẽ biểu hiện xanh tím ở chi dưới, đồng nghĩa với sự thay đổi màu sắc da sang xanh hoặc tím. Triệu chứng này thậm chí có thể có ngay từ khi mới sinh. Nắm vững điều này sẽ rất quan trọng đấy, vì nếu không có sự can thiệp, dạng bẩm sinh sẽ không thể tồn tại quá thời kỳ sơ sinh. Dạng hẹp động mạch chủ bẩm sinh xảy ra suốt thời kỳ sơ sinh và xuất hiện chung với những biến đổi bẩm sinh khác. Trong đó một tình trạng rất tệ nhưng lại rất thường gặp với CoA bẩm sinh là hội chứng Turner, là tình trạng bất thường nhiễm sắc thể giới tính ở nữ chỉ có 1X thay vì có 2X, và bây giờ ta tới với 30% còn lại với dạng hẹp eo động mạch chủ ở người trưởng thành. So với dạng trẻ em thì dạng người trưởng thành không còn ống động mạch vì nó đã đóng từ đời nào rồi và được biết với tên là dây chằng động mạch. Dạng này thì chỗ hẹp thường ở dưới dây chằng động mạch. Bây giờ sẽ không có trộn lẫn máu giàu với nghèo oxy nữa. Nhưng cũng như dạng hẹp ở trẻ em, vẫn sẽ có sự tăng áp lực trước chỗ hẹp do dòng máu khó đi qua. Và vùng sau chỗ hẹp vẫn có áp lực thấp. Vậy vấn đề ở đây là gì? Trước hết, ở đoạn trước chỗ hẹp, sự gia tăng dòng máu ở các nhánh bên động mạch chủ làm tăng huyết áp ở chi trên và đầu. Tăng áp lực máu lên não đồng nghĩa với tăng tỷ lệ phình mạch não. Những chỗ yếu của mạch máu sẽ bị phình ra do áp lực cao và trở thành túi phình mạch máu. Cũng chính sự tăng áp lực máu này gây ra phình động mạch chủ và hở van động mạch chủ, đồng nghĩa với tăng tỷ lệ mắc bệnh phình bóc tách động mạch chủ. Bây giờ là vấn đề của đoạn sau chỗ hẹp, khi dòng máu sau đoạn hẹp bị giảm, dẫn tới giảm huyết áp ở phần dưới cơ thể và bệnh nhân sẽ có triệu chứng mạch chi dưới yếu. Khi huyết áp chi dưới thấp, bệnh nhân thường có dấu hiệu chân khập khiễng với đau chuột rút do giảm tưới máu. Ngoài ra, khi tưới máu tới thận ít, thận sẽ phản ứng lại bằng cách tăng cường hệ renin angiotensin aldosterone. Hậu quả là gây giữ muối, giữ nước, co mạch, gây ra bệnh tăng huyết áp. Bây giờ quay sang động mạch chủ nào. Chúng ta có những động mạch nhỏ gọi là động mạch liên sườn chạy theo các xương sườn, cấp máu cho vùng giữa các xương sườn gọi là khoang giang sườn.
vẫn cứ giữ ý niệm hẹp động mạch chủ trong đầu nha. Một số nhánh động mạch liên sườn được tách ra từ trên chỗ hẹp, đó là các động mạch liên sườn trước được tách ra từ nhánh động mạch ngực trong của động mạch dưới đòn. Và một số nhánh động mạch gian sườn được tách ra từ dưới chỗ hẹp, đó là những động mạch gian sườn sâu, tách trực tiếp từ động mạch chủ ngực. Và chúng cấp máu cho gian sườn 3 trở xuống. Và dĩ nhiên các động mạch gian sườn sâu cấp máu cho khoang gian sườn 1 và 2 được tách ra từ trước chỗ hẹp như mô hình. Và vì cùng trước chỗ hẹp ta có áp lực động mạch chủ cao, dẫn tới tăng áp lực động mạch dưới đòn, động mạch ngực trong, làm cho áp lực ở các động mạch gian sườn trước và hai nhánh gian sườn sau cấp máu cho gian sườn 1, 2 cũng cao. Mặt khác, áp lực thấp do được tách ra trực tiếp từ vùng động mạch chủ ngực dưới chỗ hẹp của các động mạch gian sườn sau chỉ cấp máu gian sườn 3 trở xuống. Bây giờ bạn cần biết là những động mạch này chúng thông nối với nhau thành mạng lưới, nghĩa là có sự liên kết giữa những động mạch gian sườn trước và sau với nhau. Thông thường áp lực sẽ cân bằng ở các động mạch gian sườn trước với sau. Nhưng trường hợp này sẽ có sự chênh lệch áp lực, vì thế sẽ gây ra hiện tượng đảo dòng ở động mạch gian sườn sau từ gian sườn 3 trở xuống. Những mạch máu này bị giãn do áp lực cao và theo nhịp tim chúng nảy và cọ sát vào xương sườn, từ từ làm bào mòn bờ dưới của xương. Hiện tượng này có thể nhìn thấy trên phim X-quang ngực với hình ảnh rib notching, tức khuyết xương sườn đặc hiệu từ xương sườn 3 đến 9, nhưng hay gặp ở xương sườn 3-4. Đối với xương sườn 1-2, do hai dòng máu từ động mạch gian sườn trước và sau có áp lực cao đều nhau nên sẽ không có đảo dòng và cũng sẽ không thấy dấu rib notching, tức khuyết xương sườn. Phần cuối cùng ta sẽ tới hai lựa chọn điều trị cho hẹp động mạch chủ mắc phải. Lựa chọn đầu tiên là nong bóng, chúng ta sẽ dùng một bóng nhỏ để nong động mạch chủ ra. Lựa chọn còn lại là phẫu thuật loại bỏ đoạn gây hẹp của động mạch chủ. Như vậy chúng ta sẽ kiểm soát được tình trạng tăng huyết áp. Thuyết minh video y học TTN.